cuối cùng, cuối cùng mình cũng đã được gia nhập vào đội quân chiến đấu cameraman rồi. Chúa tể ơi, chúa tể ơi, tôi đã tới theo lời kêu gọi của ngài. Hả? Được rồi, lực lượng của chúng ta bị thiếu hụt trầm trọng nên ta mới cho ngươi nhập ngũ sớm. Nhưng ngươi cầm cái thứ gì trên tay vậy? Kính thưa chúa tể, đây là hai cây hút bồn cầu nhà của tôi. Tôi nghĩ rằng chiến đấu bằng tay không, sức sát thương sẽ không lớn. Do đó tôi cầm thử hai cây này. Và khi tiêu diệt thú rừng, bọn chúng đã bị tôi đánh gục hoàn toàn. Hả? Ngươi cũng thật sáng tạo nhỉ. Thôi được rồi, ta cũng không quan tâm nhiều về vấn đề đó. Kể từ nay, ngươi sẽ gia nhập vào đội quân chiến đấu cameraman của chúng ta. Ta giao nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là đi tuần tra vùng ranh giới ở phía bắc. Nếu có động tĩnh gì, hãy nhanh chóng về đây báo cáo. Mau đi đi. Tôi hiểu rồi. Vậy là cuối cùng tôi cũng trở thành một chiến binh thật thụ. Tôi đi ngay đây. Mau, mau, chỉ ra tìm thật kỹ đi. Còn có tên cameraman nào đi lạc vào đây hay không? Hả? Luôn chết tiệt kia. Các ngươi là ai? Đây là ranh giới của loại cameraman. Các ngươi không được phép đi vào. Cuối cùng chúng ta lại tìm thêm một tên cameraman nữa rồi kìa. Hả? Hắn cầm cái gì trên tay vậy? Nhưng mà thôi kệ, nhanh chóng bắt hắn, đem về cho chúa tể chúng ta ăn thịt đi. Các ngươi nói cái gì? Dạ bắt ta à? Mẹ kiếp, vậy thì có ngón nhào vô. Ta không có sợ đâu. Trên tay ta cầm vũ khí, ta sẽ kết liễu các ngươi. Hôm nay ta bắt đủ số lượng rồi, mau về thôi. Chết tiệt, đây là đâu thế này? Sao nhiều cameraman thế? Này, cậu còn sống à? Vậy thì mau chạy đi, tìm cách thoát khỏi đây, về báo cáo cho chúa tể của chúng ta. Lũ quái vật bồn cầu gỗ đang định xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta. Chết tiệt, bấy lâu nay người của chúng ta mất tích là do lũ bồn cầu gỗ khốn kiếp đó. Bây giờ bọn chúng còn âm mưu xâm chiếm cái lãnh địa của chúng ta. Tôi phải giết hết bọn chúng. Không được đâu, không được đâu. Cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Đúng rồi, mau xé xác ăn thịt bọn tôi đi. Tỷ của bọn tôi sẽ giúp cậu gia tăng sức mạnh, có thể đạt được trạng thái to lớn hơn. Lúc đó hãy hạ một số quái vật bồn cầu gỗ rồi trốn ra khỏi đây, quay về quê nhà của chúng ta báo cáo mọi chuyện cho thủ lĩnh. Làm đi. Vậy thì tôi xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi sẽ báo thù cho mọi người. Tôi sẽ cho bọn chúng chết không tội thay. Thật sự đã có điều kỳ lạ xảy ra với người của mình. Chết tiệt, có chuyện gì ồn ào ở phía trong vậy? Lũ cameraman dường như còn sống sót thì phải. Mau, đến trốn vào bên trong đó kiểm tra đi. Hay lắm, đúng lúc lắm. Ta muốn tìm các ngươi để báo thù cho đồng đội của ta đi. Chết đi, lũ khốn kiếp. Cái gì thế này? Sao trong kho của chúng ta lại xuất hiện một cameraman to lớn thế? Một cái người muốn chết à? Sao lại bắt hắn về đây? Chết tiệt, rõ ràng chúng tôi chỉ bắt những cameraman nhỏ thôi mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Có lẽ đây là ý trời muốn ta trừng phạt các ngươi. Ta đã biến hóa ăn thịt những đồng lợi của ta để đạt trạng thái to lớn này. Đến lúc ta sẽ bắt các ngươi chịu tội, chết hết đi. Được rồi, nhanh chóng thoát khỏi đây, về báo cáo cho chúa tể của mình nào. Sắp tới nhà rồi, cố lên. Đau quá. Có ai không? Cái nào ở đằng kia vậy? Là Đại Thành Nokia Man mà. Chết tiệt, ông ta bị chuyện gì vậy? Này, có chuyện gì xảy ra với ông thế? Là một cameraman to lớn à? Mau báo cáo với chúa tể của cậu. Loài người đang sản xuất ra một loại tai tình hiệu mệnh lai tạp. Bọn chúng đang sử dụng lũ khốn đó tàn sát hết tất cả những skimini thần chủng của chúng ta. Nhanh đi.
báo cáo cho chú tể mình biết chuyện này mới được. Khoan, khoan đã. Ngày ấy chết rồi. Thanh kiếm của ngày ấy đẹp quá. Hay là mình xin bảo phạm, tôi lấy thanh kiếm của ngày để diệt trừ bọn chúng. Trời đất ơi, thanh kiếm này có một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Hay lắm, nó lại giúp mình trở thành một tay tành rồi. Vậy được lắm, mình sẽ tranh thủ kết hợp cùng với chủ tể của mình ngăn chặn lũ con người và lũ quái vật bồn cầu gỗ kia lại. Hay lắm, cuối cùng chúng ta cũng đã tiêu diệt hết hang ổ của loài cameraman rồi. Tụi bay đâu, mau tiến hành rút sạch tỷ của bọn chúng đi, để đưa cho con người chủ nhân của chúng ta. Lũ khổ kiếm kia, mau dừng lại. Các người làm gì chú tể và đồng loại của ta vậy? Khổ kiếm, sao lại còn một cameraman còn sống thế kia? Mẹ kiếp, trên tay hắn còn cầm một thanh kiếm nữa. Chết tiệt, tụi bay đâu, mau ngăn chặn hắn lại, giết chết luôn hắn. Khổ kiếm, lũ khổ kiếm, chúng mày to gan, dám làm hại gia đình của tao, chết hết đi. Không, chúa ta, các anh em, các đồng loại, sao các người lại bỏ tôi? Bao, ngăn cản lũ con người lại, bọn chúng đã chế tạo những tai tình lai tạp sâu xa. Nhanh đi. Chúa ta, ngài không sao chứ? Bao, đừng lo cho ta, hãy ăn luôn tỷ của ta, sẽ giúp người mạnh hơn. Phải bảo vệ được thế giới Skibidi này. Làm đi. Không, chúa ta cameraman. Lũ khổ kiếp, lũ con người và lũ tai tình lại tập hiếu mình, các người phải trả giá đắt cái chuyện này. Thật không ngờ loài người của chúng ta vô cùng thông minh đến như vậy, lợi dụng sức mạnh của lũ Skibidi Man đó đưa loài người tới một tầm cao mới. Nào, đến lúc diệt sạch lũ Skibidi Man, biến hành tinh này thuộc về nhân loại của chúng ta. Lũ chết tiệt, các ngươi đừng hòng thực hiện được ước mơ sâu xa đó. Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì đây? Một sức bờ tay thành cameraman cầm kiếm mà. Lũ khổ kiếm, các ngươi dùng cơ thể của bọn ta để biến đổi hình dạng của các ngươi. Lũ độc ác, hôm nay ta sẽ cho các ngươi tan thành mây khói. Mẹ kiếp, thế chết tiệt này đã tiêu diệt chúng ta kìa. Mau cùng nhau hợp sức chống lại hắn đi. Phải giết chết được thứ này, chắc chắn nguồn năng lượng tỷ trong người của hắn sẽ rất nhiều. Nếu có được, chúng ta chắc chắn sẽ sản xuất ra rất nhiều tay tầm super human cho mà xem. Đến giờ phút này, các ngươi cũng muốn thực hiện ước mơ xấu xa của mình à? Không dễ như vậy đâu. Ta sẽ cho các ngươi nhận lấy hậu quả những gì mà gây ra cho bọn ta. Mẹ kiếp, lực lượng của chúng ta, lực lượng dân tay tầm mang tỷ, ta bị hắn tiêu diệt sạch sẽ rồi. Mau, chạy thôi. Các ngươi nghĩ các ngươi chạy đi đâu? Các ngươi có chạy đằng trời, ta cũng sẽ tìm thấy các ngươi. Sau khi giết chết các ngươi, ta sẽ đến thế giới của lũ con người, tàn sát hết bọn chúng, để cho lũ con người các ngươi diệt vong. Chết tiệt, không sống rồi. Vậy thì chúng ta sẽ liều mạng chết chung với hắn, để hắn sẽ không đánh vào đầu não loài người chúng ta. Lũ rác rưởi, các ngươi nghĩ các ngươi ngăn cản được ta? Chuẩn bị đi, ta sẽ thổi bay các ngươi thành cát bụi, rồi sau đó đến tìm lũ con người, nghiền bọn chúng thành máu và thịt, để bọn chúng phải trả giá đắt cho chuyện này. Chết hết đi. Hay lắm, đến lúc chủ nhân loại phải chịu lấy hậu quả của bọn chúng rồi.